Xin chào anh em, hôm nay ngày 13 tháng 8 anh em. Anh trai mình ở Bình Dương. Bến Cát Bình Dương ha. Một thùng cái con GT140 anh em. Nó hàng này là 17 nè anh. Rồi, thấy rồi. Dạ. Còn cái hàng này 15 nè. Đó. 15 thì nó không có sắc sảo hơn, nó không có đẹp hơn, nó khác hãng, nó nhiều hãng lắm. Dạ. Rồi sau khi ví dụ nha, thằng này bảo hành 1 năm nè anh nha. Rồi. À, sau khi máy là em cho anh coi số máy nè. Đó, số máy đàng hoàng, tại vì mình bán cái gì là khui ra trực tiếp đấy. Lấy đây cái đèn led đi gọi cho anh coi coi. Anh chụp cái số máy. Đúng rồi, này cho anh coi nè, trước mắt này, không có trước mắt thì em sẽ đọc cho anh coi trước cái. Rồi. À, 2 quay qua. Quay sớm quá. 240. 240 ha. À 434 70. Rồi. Ha, à, trước mắt thì anh tạm thời anh nhớ vậy đi, sau đó là em chụp hình rồi chụp hình các kiểu cho anh, rồi em sẽ gửi qua Zalo cho anh. Đó, đúng cái máy này, còn cái như cái máy này là rẻ hơn là máy này, số máy khác nè. Đó, mỗi máy thì giống nhau hết nhưng mà cái số máy nó khác nhau nha. Đó. Rồi, lấy cái 17 triệu đi mà em nói gì nha. Dạ. Em chuyển 7 triệu. Dạ. Mà em nhận máy á. Rồi. Em chuyển 10 triệu nữa. Rồi ok anh. Dạ. Rồi. Dạ dạ. Dạ được anh, thì đây nè anh, bây giờ đó. Để em ngưng máy rồi xong cái em chụp hình cho anh, rồi cái rồi anh chuyển tiền cho em, rồi cái em nổ máy quay cho anh coi gì nè. Rồi quay cho anh nổ máy cho anh coi luôn ha. Rồi. Rồi vậy tạm thời thì anh nhớ cái số máy này nha. Anh em làm ăn cho nó rõ ràng vậy đó. Đọc lại coi em 2 240 434 70. Rồi. Ừ, rồi. Đó. Rồi, máy này rất đẹp, máy trong thùng khui ga nãy thôi, kéo thùng khui ga cho anh đó. Rồi, ok anh. Dạ. Rồi, anh để em đi ngưng máy, cái em gửi số tài khoản qua cho anh, cái em bắn qua cho em cái là em gọi anh lại lần thứ hai cái test máy thử máy cho anh coi á, chăm dầu nhớt vô đàng hoàng cho anh coi thử máy đàng hoàng xong cái. Rồi, em mới đóng được. Dạ, có tặng được cái gì không anh? Có anh tặng nước xanh cho anh. Rồi. Dạ rồi với anh. Rồi vậy ha, anh để em chụp hình lại cho anh nha. Rồi ấy đi, có gì đâu anh em. Dạ, không, mình làm ăn cho nó rõ ràng với anh, với mình không có tầm bậy tầm bạ với lại anh đến đây mua cũng vậy, hay là mình anh mua trên mạng cũng vậy, thì anh em tin tưởng thì mình mới làm cho nó rõ ràng anh. Ví dụ rồi, như con này em chụp hình lại cho anh, con đó thì giá tiền khác, thấy không? Rồi. Dạ, ok anh. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi.